đã quay trở lại kênh Bảo Tân Vlog. Hôm nay Bảo sẽ nấu một cua Alaska. Thì mua này bạn nấu món cua này bạn hấp hay bạn làm gì nhỉ? Bạn hấp, bạn cho xả vào. Xả vào. Rồi bây giờ bạn rửa xong đi để mà hấp đi. Đây, xong đây, anh xong đây. Rửa kia, vòi nước kìa. Sáng đi, rửa đi.